tối ăn thịt gà xong lại chửi bơ que Ami, ok. Sao xong rồi Từ nãy giờ nghe cứ ngồi đây cũng nghe bà quay nó nói rồi mà tới mắc cười đây nè. Cái gì bà quay đồ lặt đổ hả, lặt xô nước thùng nước thì đúng hơn á. cô đã nói vậy lên cái gì cười. đi đi qua đi bông bô hả, bông bô gì bay này nhỏ lắm, bên Mỹ cái nước nó bự hơn sờ bụng cào mới chứ không cái sờ bô. Bên Mỹ sờ bồn cào mới chứ không có sờ bô đâu. Đứa nào không hả, nó tức từ nãy giờ mấy cái bọn bông hoa giờ nó tức ố máu rồi, nó còn lại rồi, nó còn lại hết rồi, nó còn lại rồi, nó không dám chửi nữa đâu, nó chửi toàn bó cho ngu xuẩn không à. Sợ bụng cào thôi, cái bụng cào nó bự hơn cái bô. Bây nó qua giờ sáng tự nhiên cái giật mình giải thấy đố bụng quá, bây giờ giải có hóa mổ ra đi đổ ông bận Gì gà độc hả, gà độc chết hả, ôi gà này độc nè, ôi gà độc mà độc em lắm ăn á, nhiều độc lắm á, không em mấy chục năm nay mà không chết đó. lắm, gà độc Việt Nam này giờ thèm mới có gà Việt Nam ăn. Độc đó đó, bay bay Ồ bay nó đâu còn biết là ăn mấy cái đồ mà công nghiệp nó cũng lú riết à. ăn đồ công nghiệp biết nó lú ha, Ê, con trai trời ơi đi đâu mấy mấy đó uống còn nước trước là lo được đó, nó không á nó lú hết à. đúng rồi con, đúng luôn, chắc luôn, tức lắm, làm gì nhau mày thấy gà mày tức lắm hả, em thịt gà Việt Nam lắm hả con, ủa rớt màn nữa rồi con trai ơi, rớt màn nữa rồi hả con, mẹ nói con rồi ngoan đi rồi về mà ăn thịt gà Việt Nam mà làm gì tới phim người ta có gà Việt Nam ăn hả? Thôi ráng ăn thịt gà Mỹ đi ha, ăn thịt gà Mỹ đi, bị rớt mà rớt màn rồi, được không, không vào lại đi, mày thấy chưa, từ mày thấy già từ già tới trẻ chửi mày chưa ấy, cứ theo hả, cứ theo cái mày bấm nút theo tao cái mình 5 giờ cái mày về mày phặt vô liền à, mày phặt vô liền à, mời hùng gì mời hạnh phúc tên chửi đập bọn mày chửi súc vật là mày chửi cha mày đó biết không, không phạm mày chửi thằng cha mày á, là cha mày hồi xưa ở Việt Nam mày súc vật là mày chửi cha mày, mày ngu quá mày cứ chửi ra là mày chửi cha mày à, mày già rồi mày ngu mày mất dạy ghê, tối ngày mày chửi cha mày hoài vậy ngu cái gì hả, tối ngày mày cứ chửi cha mày hoài à, mày ngu quá vậy, ăn cái gì mà ngu dữ vậy, mày nói cái gì lên chửi cho súc vật hả, thử bao que nó đi nó lơ dữ gì, do cầm vào súc vật hả, nó đẻ ra một cái lồ quái thơ quái vị đó. không là mày cái chữ có nhiêu đó à, rớt màn nữa rồi con ơi, thôi rớt màn biết à, thấy đất nước người ta như vậy đó tụi bay thiệt đúng là đồ điên, điên mà hết chỗ chê, bị điên cho bị dành hết, bị dành hết cái chữ điên, ai điên giùm cho tụi bay, bị ăn riết rồi bay ở bên Mỹ riết rồi bay buồn quá bị điên hả, không ai giao tiếp với tụi bay riết bị điên á, sống gì mà càng ngày càng ngu, vì người ta bao che người ta thuộc mùi còn không biết, còn bé hận thù cộng sản, cộng sản làm gì tụi bé hận thù hả, cộng sản làm gì tụi bé hận thù, tụi bay sai lầm đường lạc lối rồi bay đi hận thù cộng sản, tụi bay biết liêm sỉ, đúng
con người bay là hết thuốc chữa, con người bay là hết thuốc chữa. Ủa sao mày biết tao chồng bỏ vậy hả? Hả, nhìn mặt hà mới biết chồng bỏ hả? Chồng bỏ mà có thằng thèm mà không chịu đó hả, tức lắm hả? Chồng bỏ bồ mới thèm mà không chịu, tức lắm hả? Hả, đúng là mày hết chỗ chữa rồi, mày thấy tao mày thèm mày chảy nước miếng hả? Cũng phạm hả? Mày thấy tao hả? Mày thấy tao không chồng mày, mày chạy nước miếng hả? Nước miếng hả? Cũng phạm hả? Tao cho coi chồng tao nha, nha. Thì coi thằng má chồng tao bỏ không nha, nha. Tao chứng với tao thôi, biết tao mày biết mẹ mày hả? Mẹ mày bỏ cha mày lâu rồi. Tại mày mất dạy giống ba ba mày. 95. Nổ nữa. Nổ nữa lên ngon lên đưa mặt lên đi. Anh năm nay 43 tuổi à, 43 tuổi hả? 43 tuổi bốn 43 tuổi sao chống chống cầm cực ngu dữ vậy hả? 43 tuổi đang sống gì cho nó vui hạnh phúc, tao về đất nước mình tao chơi cho thoải mái à. Thiệt, nếu mà theo lứa tuổi chứ cánh người mà nói cho 43 tuổi cho bây giờ là 30 ba mấy tuổi đi, tại sao mình cái thế hệ của chúng mình á đó, đó, nếu mà thế hệ với Hà My này, sao mình không sống cho một cách để cho nó khả quan ra, không phải là vui hơn à? Mà tới ngày đi chống đối đất nước làm gì? Những người cái đời trước á là họ là cái đầu óc họ ấu trĩ rồi thì mình không chấp trách, mấy cái đời sau của các người á sống như vậy là uổng phí, nói thấy không? Lên không Hà My, cho lên nè. Nên chứ sống thì tôi thấy phí cho các người làm, tại cái lớp trẻ của mình sống sao cho nó có một cái ý nghĩa, sống sao cho có một cái tiến tới để đi lên một cái đất nước văn minh rồi. Bây giờ đất nước nào nó cũng có văn minh và hiện đại hết, thì đầu óc mình sao mình cũng sống để cho nó hiện đại lên đi, cho nó văn minh đi, chứ không phải là đời phải tốt đẹp hơn à, sống thì phải có ý nghĩa hơn. Đó là theo lớp trẻ trẻ của mình sẽ nói cho mà nghe, Hà My nói cho mà nghe. Còn cái lớp mà lớp cực đoan thì Hà My phải xài thôi, xài cách khác. Còn cái lớp trẻ của mình đừng có đặt bài làm anh hùng rơm, tại vì không đủ tuổi để mà nói chuyện về chính trị đâu, không đủ tư cách đâu. Chính trị họ họ đi có một cái đường lối của họ hết, cái đảng họ đi có một cái đường lối của đảng, còn mình là một người công nhân tốt, mình không nằm cho chính trị thì mình sống sao cho phải đúng có cái ý nghĩa, sống sao cho nó vui, cho nó tốt đẹp đất nước. Mình là dù là gốc Mỹ đi à, người người Việt người Mỹ đi, mà những con người gốc Việt Nam mình phải quay về quê hương mình dòm quê hương mình ở phát triển, nó khác là những cái gì, không phải là hay à? Có tiền thì mình đi du lịch mình chơi các nơi các chỗ hay vậy có ý nghĩa hơn à? Hay là người tốn cái hơi để lên đây mà chống cằm cực ngu, cái đó là thế hệ hiện tại bây giờ. Cái chuyện đó là đừng bao giờ, cái chuyện đó là bạn, cái đó là bạn bạn suy nghĩ sao thì mình biết. Cái đó là họ chống cộng cực đoan, họ rất là xuyên tạc về đất nước. Đó là mình nói một cách cuối cùng không cần giải thích. Còn nếu không tới phiên các người lên tiếng đâu, trong đất nước này này, chính bao nhiêu 90 mấy triệu dân này, người ta lên tiếng. Còn các người ở bên Mỹ làm sao mà hiểu là đất nước của chúng tôi đây được, đất nước Việt Nam đây được? Thì đây dân dân chúng tôi đứng lên nói, chứ không phải tới phiên của các người. Bây giờ là quốc tịch Hoa Kỳ rồi, mấy người cũng lên tiếng nói cũng không đủ tư cách để lên tiếng nói. Thì tại sao mấy người sống cho tốt đẹp đi, của các người đời còn lại đi, khi mà đời của các người nhưng mà nói nhưng mà chính phủ đây mà có cái lỗi làm gì, ở đây dân dân chúng tôi lên tiếng nói thì không phải là tới phiên của các người. Bây giờ nếu mà ở bên Mỹ là quốc tịch của Hoa Kỳ thì sống cho tốt đẹp bên đi, ở đây dân tôi đâu có sẽ ngu hơn hơn các người được, có thể ngu khôn hơn các người rất là nhiều. Ở Việt Nam tôi là đã khôn hơn các người rất là nhiều, mà mấy người không có tư cách, người ta xây biệt phủ như thế nào, đó là một đường lối của đảng của chúng tôi làm việc. Còn mấy người đã không thích yêu đất nước rồi thì có các người muốn xuyên tạc như thế nào là quyền của các người, còn các người không có tư cách để lên tiếng nói, ok. Còn cái tuổi mà cỡ như Hà My giống như 43 tuổi là cũng ngang với Hà My rồi, thì tại vì sao vẫn sống một cuộc đời mới bây giờ này, trời ơi đang tốt đẹp vậy nè, hiện đại
Giờ là cái lớp của mình là hiện đại rồi, lớp của mình là hiện đại, chứ không phải là cổ lỗ xì với các đời của cha mẹ mình hồi xưa và chiến tranh. Còn mọi người sống bây giờ là một đất nước văn minh, có một cái hệ thống rất văn minh, rất là hiện đại. Sao đầu óc mà không có một cái tư duy đi, sao mà nhồi nhét những cái thứ mà tối ngày đi chống cộng cực đoan hoặc chống cộng cực ngu chi cho nó mệt mỏi. Nếu mà mình yêu thương đất nước, là cái đời của nông dân á, là nói 43 tuổi này, mình phải tìm hiểu một đất nước Việt Nam của mình. Ok, ừ, để coi như thế nào. Đó là gọi là cái lớp trẻ đấy, hiện đại đấy. Còn hiện đại mà đầu óc mà ấu trĩ như vậy thì sống phí lắm. Sống một đất nước Mỹ tôi thấy phí, phí chỗ các người. Hiện tại với con trai tôi đây nè, đây hiện tại đó, cỡ này là hiện ta sống cái lớp trẻ đó là hiện đại. Sống gì mỗi người mỗi ngày ta hiện đại như vậy, cần gì phải đếm xỉa tới gì. Đây là con trai của tôi cha gì ấy, mẹ còn sống hiện đại nữa này, lớp tôi còn sống hiện đại. Sống như các người ấu trĩ, một đất nước Mỹ sống vậy ấu trĩ. Phí. Đây đất nước Việt Nam các người không bao giờ đụng tới được đâu. Có mấy người không có tầm cỡ, mấy người không có chức vụ, quốc vụ một cái gì hết, mấy người cũng không có quyền lực một cái gì hết. Ở đây đất nước của người ta thống nhất rồi, người ta có tầm cỡ trên quốc tế rồi ha. Thì mấy người dòm ngó làm gì? Sống vô ích, vô ích cho cái xã hội, sống phí, lên tiếng nói phí cho cuộc đời, không có ích gì cho Việt Nam, không sống gì mà cho có ích. Là một con người đang sống một đất nước có hiện đại, sống về phí đó, tôi nói thiệt uổng đó. Mấy người mà sống với nước Mỹ, những cái nước Mỹ là họ cần đi qua, họ cần cái học hỏi cái văn minh với cái hiện đại của nước Mỹ. Mà mấy người sống với nước Mỹ mà sống không văn minh, không hiện đại, tôi thấy phí. Một đất nước rất là có cái tài năng, nó có tài năng, bao nhiêu cả thế giới ai cũng muốn tới nước Mỹ để học hỏi. Mà mấy người đang có cái tầng tầng dùng đang sống một cái nước Mỹ mà cũng sống để cho nó tốt đẹp cho bản thân mình, mà đi tối ngày đi những cái cực đoan ngu xuẩn, không được làm gì tốt đẹp cho đất nước quê hương của mình, sống vậy phí cuộc đời. Nói như giải thích các người tôi phí nước miếng bọt lắm. Nếu tôi có điều kiện, con tôi có điều kiện tôi phải đưa qua nước Mỹ đó, tôi cũng công nhận. Tại vì chỗ cái nước Mỹ nó rất là phát triển về cái ngành đất, cũng nên học hỏi, mình phải học hỏi. Mà sao các người sống bên một nước Mỹ cũng nên học hỏi, sống gì mà ngu thế, phí, sống gì uổng phí cuộc đời. Mình phải, mấy người mà muốn giúp đất nước quê hương là mình phải học hỏi bển, mình đem về quê hương của mình để phải nâng cấp lên quê hương của mình mới gọi là đúng là mình yêu thương quê hương ạ. À, yêu thương đất nước mình ạ. À, chứ không phải là miền thì nói yêu thương đất nước quê hương mà đòi đi lật đổ, phải muốn chiến tranh đất nước quê hương rồi xây dựng lại. Vậy là các người yêu quê hương hả? Ta yêu quê hương là ta phải xây dựng lại lời nói cái tốt đẹp, đem cái nền văn minh văn hóa của những các nước để đem về đất nước của mình, chứ không phải là đem 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 về những cái chống phá đất nước, loài cái phản động đem về đất nước, không ai chấp nhận cái đó. Có người có ăn học có kiến thức một đất nước văn minh mà không được một cái gì hết, dễ phải phí cuộc đời đi à, sống vậy phải phí à. Hà mê cho của Khải qua Mỹ bao giờ đây Khải? Thì nói ở Mỹ mà. Mi đeo kiếng riết mắt muốn nhầm luôn á. Sống mà phải có biết phá hoài. Mày chỉ biết tối ngày đi la liếm mấy cái diễn đàn của ba que rồi hô hào lên. Loại chúng mày á, mày thằng Tùng Phạm này này. Loại chúng bay là ăn tiền que phe, ăn tiền ăn tiền của ba que. Rồi chỉ biết la liếm. Loại chúng bay là cặn bã mà. Ngoài chúng bay là con thua một cái kẻ ăn mày ngoài đường, ăn mày ngoài đường á, người ta còn cái giá trị, người ta khổ cực, người ta phải đi xin. Con tụi bay hả, tay chân lành mạnh, mới đi ăn đồng tiền hèn hạ. Loài chúng bay còn 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 không 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 đáng những người mà tại vì họ nghèo khổ họ phải đi ăn xin ăn mày thôi, vậy mà họ sống có cái thực dụng hơn.
còn con loài tụi bay không có thực dụng một cái gì hết. Loài chúng bay là đồ ngu, thực dụng của tụi bay hả? Người ta khổ, người ta chấp nhận, người ta đi ăn xin, người ta sẵn sàng cho đồng tiền. Còn loài chúng bay á, đi lừa gạt, chà đạp trên xương máu của người ta, đi xuyên tạc đất nước. Rồi chúng bay làm như vậy không biết hổ thẹn lương tâm à? Loài chúng bay là không biết là giúp giúp gì cho đất nước. Giúp đất nước này đâu cần giúp. Bay giúp đất nước là bay đừng chống phá đất nước là được rồi. Để yên bình. Rồi chúng bay cất lên cái tiếng nói là toàn là cái hầm của bay là toàn y như một cái hầm cầu, toàn là thối đổ thối nát. Cặn bã. Loài chúng bay còn thua những cái đứa thiểu. Đi luộc gà nhậu thôi, nửa phút luộc nửa phút không nè. Bia thì để lên ha, bia để lên tủ lạnh, nó đông đông đá hết rồi, có mà lá dầu thì đông đá mẹ hết rồi, chắc bỏ dưới cho nó làm dessert uống luôn quá. Thôi uống bia Sài Gòn, đồ của cộng sản mà, cái này thương hiệu của cộng sản đúng không, thương hiệu của Việt Nam, phải uống thôi. À. Đồ thương hiệu Việt Nam là phải uống đồ Việt Nam thôi. Chắc luộc ăn quá, luộc sẽ phải ăn luôn quá. Cho anh chắc. Khỏi phải đi. Chợ. Tao sẽ chữ. À, Lê Văn Thọ. Dân tộc nhà em theo hội Thánh Đức Chúa Trời. Cái loài chúng mày tao làm ít xã hội không mà tao không cần phải báo cáo cho mày biết, mày chỉ biết sủa lung tung, còn đối với tao mày không có đủ tư cách mày nói với tao. Cái xã hội mày biết giúp in, tao nói cho chúng mày nè, mày biết cái chữ mà giúp ích cho xã hội không? Mày ngu thôi, để tao giải thích cho mày hiểu nè. Giúp ích cho xã hội á là đừng chống phá đất nước là đủ rồi, là giúp ích xã hội. Còn chúng mày á mới là không có ích cho xã hội, đi chống phá cho đất nước, đi đi bập cặp lụ cặp bầy ha, xuyên tạc đất nước mới là không có ích cho xã hội. Ok, mày biết chữ giúp ích cho xã hội là biết cái chữ đó không? Cái chữ đó mày còn chưa biết đọc ngược thì làm sao mày giải thích được cái chữ mà giúp ích xã hội? Xã hội không cần giúp nhiều, sống hạnh phúc cho bản thân của mày ha, mày làm mày đủ ăn đồng tiền là cho gia đình mày, biết chưa? Đừng có bắt tay đi đi chống đối đất nước, phá hoại đất nước, đi phản động đất nước, mới là như mày đó, mới là không có ích cho xã hội. Còn á, cái xã hội này là mày sống tốt cho bản thân mày là mới gọi là xã hội đấy, hiểu chứ con? Không hiểu thì đừng comment ngu như con chó á. Loài chúng mày mà biết xã hội là chúng bay á, ông cái mồm lại, ông cái mồm chó của mày là biết xã hội như thế nào? Con biết tao dạy chưa? Hai mẹ mày không biết dạy, ngu mà đặt bày họ tỏ ra nguy hiểm. Nghe với tụi bay đó là tao giúp ích cho xã hội đấy. Mày đi tàn phá đất nước, đi bắt tay, ăn que phe, ăn tiền ba que, chạy lung túng sùa, xuyên tạc đất nước. Không biết mà đặt bài sùa lung tung. Ở Mỹ, ung thư. Ở Mỹ là nghe nè, ở Mỹ trong... ung thư tràn lan với anh gì nói là bây giờ lấy 9 98 ngàn đô gì đó để đi làm đường xá gì đó, nó làm nó lấy tiền những cái khách sạn, những cái phòng ở mà cao cấp đó, lấy tiền đó để đi làm đường cho dân, không thôi nó không lấy tiền đó. Tụi bay chưa có hiểu gì đặt bay đi học khôn với người ta, đồ ngu gì, lúc tối ngày không biết ra đường như thế nào, đặt bay đi đi học khôn, đi dạy khôn người ta. Ngu mà đặc bày tỏ ra nguy hiểm là chúng bay đó. Mở mắt to ra đi, đừng có ngu nữa. Bay tối ngày đừng đi sủa ăn ăn, đừng đi dạy khôn người khác. Rồi chúng bay là tao không cần phải đàng hoàng với tụi bay,
đừng có nói là chế độ cộng sản ra những con người vô giáo dục. Tao không cần giáo dục cho tụi bay, biết chưa? Cái giáo dục á, cái loại tụi bay mới mọc, cái loại không giáo dục đó. Đừng bày, đừng comment lên cái chuyện giáo dục. Chế độ này nó phải là không phải đổ thừa chế độ nào hết. Chế độ này á, là do con người mình tạo ra, biết chưa? Trình độ là do con người mình ra. Mà đối với tụi bay á, tao không phải cần, thấy chưa? Đối với tụi bay tao phải cần giáo dục với tụi bay á là không đủ. Tao giáo dục, tao phải lịch sự là những người trong đất nước Việt Nam tao, thấy không? Đồng hành với tao đất nước này, đều cùng xây dựng đất nước thì tao sẽ lịch sự. Còn đối với chúng mày là phá hoại đất nước thì tao không cần phải trình độ hoặc là cái gì hết.